Thưa quý vị, ngày 4 tháng 8 năm 2019, trên trang Facebook cá nhân của nhà báo Chu Vĩnh Hải cho biết theo thông tin của giáo sư Carl Thayer, một nhà bình luận chính trị hàng đầu về Việt Nam thông báo vào lúc 4 giờ ngày 4 tháng 8 theo giờ Úc, số lượng tàu hải cảnh của Trung Cộng hiện diện tại gần khu vực bãi Tư Chính đạt cao điểm là 80 chiếc. Tuy nhiên, số lượng tàu của Việt Nam là bao nhiêu thì vị giáo sư này không đề cập tới. Vị giáo sư trên nhận định khu vực bãi Tư Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thuộc thêm lục địa của Việt Nam. Chính vì vậy, việc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trong thời gian dài của Trung Cộng là hành vi xâm lược lãnh thổ. Còn về phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, mọi thông tin về tình hình hiện tại đang diễn ra tại bãi Tư Chính, cũng như số lượng tàu chấp pháp của Việt Nam là bao nhiêu, đều bị nhà cầm quyền bưng bít, không thông báo cho người dân biết. Đặc biệt là chiến lược để bảo vệ chủ quyền trước sự kiện trên cũng không hề được nhà cầm quyền công khai, khiến nhiều người dân lo sợ bãi Tư Chính sẽ có số phận như Gạc Ma vì sự hèn nhát của Cộng sản Việt Nam. Nhà báo Chu Vĩnh Hải so sánh cách đây khoảng 10 ngày, khi Trung Cộng tập trận rầm rộ gần Đài Loan, thì ngay lập tức phía Đài Loan đã đáp trả hành động này bằng cách bắn ngay 117 hỏa tiễn. Mặc dù Đài Loan là một lãnh thổ nhỏ bé về diện tích, còn phía Cộng sản Việt Nam luôn viện cớ là một quốc gia nhỏ hơn Trung Cộng để tỏ rõ sự nhu nhược trước người anh em Cộng sản đang cướp nước.